Xin chào tất cả mọi người, mình là Jenica đây. Thì sau một thời gian vắng bóng thì cuối cùng mình cũng đã quay trở lại rồi nè. Mình vắng lâu quá nên có thể là mấy bạn không có video coi, giờ mình sẽ quay lại rồi. Hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mới có tên là Life Makeover. Life Makeover là game gì thì các bạn có thể search trên Google nha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn các cái fanpage của Life Makeover nha. Mấy bạn nhớ và các bạn nhớ là đăng ký cho kênh Jenica này nha, để mình sớm lên 100 người đăng ký. Đó là giấc mơ của mình đấy các bạn. Thôi bây giờ bắt đầu thôi nào, bắt đầu vào chủ đề chính. Thì mình sẽ chỉ các bạn trên Facebook trước. Đây Facebook đây. Đó. Thì các bạn vô cái thanh này. Thì các bạn vô và các bạn gõ cho mình nha. Life make over. Các bạn bấm như này. Đó. Thì nó sẽ ra một cái trang như thế này. Các bạn thấy cái trang có 165k không? Là đúng rồi, cái trang đó rồi đó. Là trang của game. Và mình cũng sẽ chỉ luôn cái nhóm của game nha. Nhóm của game á là đây. Life Makeover Việt Nam Official. Các bạn ghi một cái dòng chữ như thế này, Life Makeover Việt Nam Official, thì nó sẽ ra. Và các bạn vô đây các bạn có thể tương tác với người chơi khác, nhờ các người chơi khác chỉ giúp mình nha. Ở đây trên trang này có rất là nhiều bạn, nên các bạn có thể vô và giao lưu với các bạn ấy, đăng những cái mà mình không hiểu hoặc là muốn cho người ta coi, cho mấy bạn ấy coi. Đó. Rồi, thì đây là Facebook nha. Và mình sẽ chỉ các bạn địa điểm tiếp theo, để mình xíu nha. Địa điểm tiếp theo của chúng ta chính là Instagram. Các bạn ấn cái nút tìm kiếm ở đây và vào, cũng gõ chữ Life Makeover luôn nha. Các bạn thấy Life Makeover Google, các bạn ấn vào thì sẽ đúng chính là cái trang của game nha. Đây mới đúng là trang của game nè. Đó. Nhưng mà có điều đây là trang chính thức sẽ có bằng tiếng Anh chứ không phải là tiếng Việt. Còn trang tiếng Việt mình chưa tìm kiếm ra. Tới địa điểm tiếp theo thôi. Và địa điểm của chúng ta tiếp theo nữa đó chính là YouTube. Rất đơn giản đúng không? Các bạn chỉ cần gõ Life Makeover Over ở đây là được rồi. Sau đó quét xuống, ở trên sẽ không hiện đâu, các bạn phải xuống dưới, kéo xuống coi những cái người ấy, thì các bạn có thể kiếm được cái tài khoản chính thức của game nha. Khó kiếm lắm luôn á. Mình sẽ quét một hồi để mình kiếm, rồi mình sẽ cho bạn coi. À, đây rồi. Đây, quét xuống. Đó, để có Life Makeover rồi nè. Đây là YouTube chính thức của game luôn. Rồi, đây là địa điểm cuối cùng mà mình kiếm được rồi các bạn. Mình chưa kiếm được nhiều địa điểm cho lắm. Thì như đây cũng đã đủ, mình biết rồi, như đây là cái mình biết rồi. Thì video tới đây chắc chắn là phải kết thúc rồi đúng không nào? Tại mình hết biết gì rồi hết rồi. Thì mình mong rằng là các bạn sẽ kiếm được các tài khoản này nha. Kính chào tạm biệt. Và bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Thôi, bye bye.
Mày nhớ subscribe cho tôi nha, với lại like cho tôi nha.